Một cây sắt từ một căn nhà đang xây dựng đã bất ngờ rơi trúng vào đầu một người đi xe máy, sau đó văng vào xe ô tô phía sau, làm thủng một lỗ sâu trên nắp capo của ô tô này. Sự việc đã xảy ra vào chiều ngày 5 tháng 4 trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột. Sự việc đặt ra cảnh báo về quản lý an toàn tại các công trình xây dựng.